Phan Sự xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Network Television 51.3 và kính mời quý vị theo dõi chương trình hội thoại đặc biệt của chúng tôi. Thưa quý khán thính giả, đối với đồng hương của chúng ta trong mấy thập niên qua, danh xưng Bold People SOS có lẽ không lạ gì đối với chúng ta, đã không những là không lạ mà còn rất là thân thương đối với cộng đồng tị nạn của chúng ta. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị luật sư cũng như là những người làm việc trong văn phòng Bold People SOS để giới thiệu đến quý vị một đề tài mà có lẽ cũng rất là thông thường đối với xã hội Mỹ, nhưng đối với cộng đồng của chúng ta thì không biết là có thông thường hay không, nhưng mà chúng ta ít nói đến. Vì vậy chúng ta không được biết những cái quyền lợi của những nạn nhân này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến vấn đề bạo hành trong gia đình. Và hôm nay Phan Dị xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những luật sư cũng là những nhân viên trong tổ chức Bold People SOS. Trước hết là cô Michelle Võ, là điều hợp viên của chương trình bạo hành gia đình, phải không ạ? Kế đến là luật sư Maria Diaz, I will speak in English later on. Thank you. Và luật sư Khanh Phạm. Thì xin Michelle gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Michelle xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào chị. Dạ vâng. Maria Diaz. Hi, Maria Diaz, staff attorney at Bold People SOS. Thank you. Okay, luật sư Khanh. Khanh xin chào chị và Khanh xin chào quý vị khán thính giả đài ASEAN. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình của chúng tôi. Và đây là một cái đề tài mà có thể nói là rất là cần thiết để cho đồng hương của chúng ta được biết đến. Hẳn nhiên, ai cũng có thể đi đến các luật sư, nhưng mà văn phòng Bold People SOS nằm trong lòng của cộng đồng của chúng ta để giúp đỡ cộng đồng. Thì trước hết, xin luật sư hoặc là Michelle có thể cho quý khán thính giả biết về cái văn phòng Bold People SOS và những cái nhiệm vụ đó. Dạ, thưa chị, hiện tại bây giờ văn phòng Bold People SOS đang có những chương trình giúp đỡ về những nạn nhân bạo hành gia đình. Và ngoài đó, văn phòng có chương trình tổ hợp pháp lý giúp đỡ về những vấn đề giống như luật di trú, luật gia đình, luật di chúc, lúc mà cần phải làm cái will hoặc là probate. Và ngoài đó, văn phòng cũng có chương trình để giúp đỡ quý vị nào muốn thi nhập tịch. Văn phòng có những người giúp đỡ điền đơn thi nhập tịch và nộp những đơn đó và đào tạo cho quý vị những cái lớp, cái khóa để quý vị học bài để mà thi. Nhưng mà hôm nay đúng là giống như chị nói, văn phòng bữa nay tụi em lên đài để mà nói về vấn đề chương trình bảo hành gia đình. Và Khanh muốn giới thiệu quý vị với chị Michelle Võ, là một điều hành viên của văn phòng. Chị Michelle Võ đang phụ trách về làm những cái vụ về bảo hành gia đình và giúp đỡ những nạn nhân. Thì Khanh xin mời chị Michelle. Bất cứ trong chúng ta nam hay nữ, hay là không phân biệt tuổi tác, già trẻ hay là vào dân gia nào, đều cũng có thể lâm vào chương trình, lâm vào cái hoàn cảnh tình trạng, tình trạng mà bị bạo hành. Ở đây thì Michelle làm về giúp đỡ về chương trình đó cho những người mà nạn nhân bị bạo hành. Khi mà Michelle nói là giúp đỡ, có nghĩa rằng là Michelle là cái người nhận những cái case đó, nhận những cái trường hợp đó, rồi thu xếp và chuẩn bị làm sao đó để cho các luật sư biết được những cái trường hợp đó, phải không ạ? Để mà rõ, để mà bênh vực cho nạn nhân, phải không ạ? Những cái điều kiện mà người ta đến Michelle để có thể giúp được đó chị, là họ phải vào cái khuôn khổ là họ bị bạo hành. Thí dụ bạo hành có nhiều qua cái bạo hành khác nhau, có thể bạo hành qua thể xác, tâm hồn hay qua lời nói, có những điều khác nhau hết. Có thể là bị bạo hành qua bị coi như khống chế tài khoản đi chẳng hạn, hay hâm dọa, hâm dọa. Thì em thí dụ như là mình thả người đó, đó là tôi sẽ cho anh em hay cho anh về lại Việt Nam, hay là giữ giấy tờ không cho người đó đi học tiếng Anh, hay là không được học lái xe. Tất cả những cái đó đều là bị trong cái bạo hành mà qua những cái phương diện khác nhau. Đúng chị? Rồi. Tức là có nhiều cái hình thức bạo hành. Khi mà mình nói đến vấn đề bạo hành trong gia đình đó, hiện tại đó, thì chúng ta hình như là
nghiêng về hoặc là chú trọng nhiều về những người mới tới cái xã hội này. Yeah. Nhưng thực sự đó, cái nạn bạo hành nó đã xảy ra từ bao lâu nay. Và như Michelle nói đó, là bạo hành có thể thể hiện với rất nhiều là hình thức, bạo hành về thể xác, bạo hành về tinh thần, bạo hành về hăm dọa, yeah, thì bạo hành về gọi là control, tức là điều khoản rồi, nghĩa là gọi là giới hạn cái quyền, yeah, lợi của người ta. Tất cả những cái hình thức đó đều là bị bạo hành hết. Yeah. Để cho quý khán thính giả biết được thế nào là bạo hành, để khi mà gặp cái trường hợp đó thì phải, yeah, tìm đến văn phòng ngay, có đúng vậy không ạ? Dạ. Yeah. Yeah. Thì, giống như Khanh có nói thì chị Michelle chỉ làm cho văn phòng cũng từ năm 2007 và từ đó tới giờ chị cũng đã giúp hơn cả 1.000 người về cái vấn đề bạo hành gia đình. Và nói chung bạo hành về bây giờ bạo hành gia đình không có phải là về phía nữ nữa, nam cũng có thể bị bạo hành về gia đình. Cái vấn đề là người Việt của mình trước giờ là sống cái kiểu khép kín, những cái chuyện này coi như là đằng sau phòng nên nó không có ít khi nào mình nói ra ngoài. Nhưng mà cái thế hệ mới này thì bắt đầu họ mới nới bắt đầu họ kể và để họ được đòi những cái quyền lợi mà hồi xưa đáng lẽ cũng đã phải nên có rồi. Đúng vậy. Nhưng mà chỉ là bởi vì hiện tại bây giờ cộng đồng và luật pháp nó có thay đổi nên bây giờ những cái người đó lại được bảo vệ dưới quyền luật pháp, nên bây giờ văn phòng với lại chị Michelle cứ nói là quý vị nào mà bị bạo hành thì cứ nói ra, không cần phải sợ. Để mình có một cái sự giúp đỡ cần thiết để mà cho mình được bảo vệ cái an toàn của mình hơn nữa. Đúng rồi. Chúng ta cũng có thể cũng nên gọi là nhấn mạnh một tí xíu về vấn đề văn hóa đó. Đối với người Việt Nam của chúng ta đó thì gọi là người ta có câu là tốt thì khoe mà xấu thì che, tức là đóng cửa lại mà dạy nhau, không có đem ra ngoài để nói. Nhưng mà điều đó nó không còn hợp với cái tình thế cũng như là cái xã hội nữa ở đây nữa, cho nên chúng ta nên khuyến khích đồng hương của mình nếu cảm thấy bị đe dọa hay là, yeah, bị nguy hại là phải thông báo ngay. Có khi nó chưa đúng mức qualify bạo hành nhưng nên thông báo, thì càng thông báo sớm, giống như là mình bị bệnh mà mình càng biết sớm thì mình dễ, yeah, chữa hơn, phải, yeah, không ạ? Trước khi mình nói sơ qua một tí thì mình cũng có thể hỏi luật sư Maria Diaz và trong cái vấn đề này, bởi vì beside the Vietnamese community, other community, you know, Latino community, Caucasian community also have a problem of domestic violence. So what is your experience on that? Well, so my experience in that is this is not, as you mentioned, it's not strictly just Vietnamese people. Mm-hmm. We're reaching out to the Hispanic community and to the Caucasian community. Mm-hmm. And it's really more based on the victims who can't have a voice. And either it might be because of a language barrier, right, or because they don't have the skill set, mm-hmm, or the knowledge that there is a support system out there for them. And as well as people who don't have the income to, mm-hmm, to hire an attorney to get the resources. And that's where both people SOS come in place. Exactly. Okay. Yes. So we would step in and a majority of our services are free if, mm-hmm, our victims qualify. Right. And typically to qualify, they would have to be 187.5% below the poverty line. Mm-hmm. And that's, I know that's this difficult thing to kind of understand. So we just recommend people coming in and, right, you know, we can help them or to call us, which we'll give the number in a minute. And we have 4 attorneys on staff. We have, mm-hmm, myself and another attorney who both speak Spanish and English. We have Khan who speaks Vietnamese. Mm-hmm. And then we also have a fourth attorney who speaks Cambodian. Oh, so, wow, we have a wide array of resources, yes. And we want to let people know as well, our experience is that people don't understand that it's not just women who are victims. It's also men who are victims. Correct. It's also children who are victims or parents of these children who are victims. So we want to let them know that it abuse comes in different forms. There's, you know, threatening and coercion, withholding, right, of documentation or financial assistance. So we just urge people to please come give us a call at 281-530-6888. Thank you. Okay. To call us and help us, and we would be happy to help. Sure. Okay. Coming back to Michelle. Yeah. So, trong những cái giúp đỡ, những cái điều kiện mà giúp đỡ của văn phòng gồm có những phương tiện gì? Mỗi một người khách mà đến văn phòng mà họ bị về bạo hành thì tùy mỗi trường hợp khác nhau đó chị. Uh-huh. Có người cần
gọi cảnh sát hay là cần đi vô bệnh viện, nhiều khi họ bị lạm dụng về thể xác, sexual assault hay gì đó, thì tùy mỗi một hoàn cảnh khác nhau mà em có thể giúp họ đi chở đi vô bệnh viện, phương tiện di chuyển, dạ dạ, chở đi xin lệnh bảo vệ, xin về những cái trợ cấp, những tiền trợ cấp giúp cho họ, ví dụ thẻ vàng, food stamp, những cái đó để giúp cho họ. Và đồng thời tụi em có những cái số tiền mà để dành riêng dùng cho những người bị bạo hành đó chị. Trong lúc khẩn cấp, thí dụ như họ cần sửa tả tiền xăng thì chúng văn phòng PPSS có cái phần đó để giúp cho họ liền ngay tức khắc. Hay là trong shelter mà họ đông người, họ không có chỗ, thì tụi em cũng có cái tiền để mướn cái hotel cho họ ở tạm trong khi đó, tụi, dạ, thì em, bổn phận của em là giúp tất cả mọi thứ, những gì mà họ cần đến là có em. Như em nói là đi lại báo cảnh sát, làm report, hay là đi tới những cái chỗ mà hay là đến nhà họ đón họ nữa chị, em cũng làm chuyện đó luôn. Nếu mà họ emergency đó, nói một cách khôi hài, đây là vị cứu tinh dân của những người, của những người bị tai bị nạn. Trong đây có một cái điều kiện là thí dụ như là một người vợ hay là một người chồng sống trong gia đình mà bị cảm thấy rằng là rất là nguy hiểm, đặc biệt bị đe dọa, mà không dám về nhà ngoại hay nhà nội ở, hay là bạn bè ở, mà muốn ở một cái nơi rất là kín đáo an toàn, thì hình như là văn phòng cũng dạ đúng rồi chị. Có nhà gọi là nhà tạm trú đó, thì em tìm cái chỗ đó, chở họ vô đó để cho họ ở yên. Như Ái Khanh cũng như luật sư Maria có nói á, là không những những người đàn bà, nhưng mà bây giờ hôm qua em đi vô cái văn phòng để xin lệnh bảo vệ đó, thì em thấy đầy đàn ông hết á, chứ không phải là đàn bà không. Với lại khi mà nói trong gia đình không có nghĩa là vợ hay chồng đánh nhau, mà em thấy rất nhiều bác tới em vì bị con cái bạc đãi nữa chị. Gia đình là có nghĩa là tất cả mọi người trong gia đình, chứ không hẳn là vợ chồng không nữa chị. Rồi bây giờ nếu mà những người lớn thì thì có thể gọi là gọi điện thoại hay là liên lạc với văn phòng được, nhưng mà nếu mà trẻ em mà bị đe dọa đó thì có cách gì không? Dạ thưa chị, thông thường những trẻ em nào mà bị đe dọa trước mắt mình phải về, đi quay về cái trường. Nếu mà những đứa cháu này có biết nói chuyện với những người counselor hoặc những người thầy giáo trong trường, tới lúc đó trường họ mới báo cho bên CPS biết, Child Protective Service. Nếu mà Child Protective Service biết, tới lúc đó Child Protective Service mới bắt đầu đứng ra tìm một cái người nào đó để mà coi như là có đủ khả năng để lo cho những đứa trẻ này. Và tới lúc đó những người này thay vì lại sẽ tìm lại văn phòng và quay lại văn phòng để giúp. Tại vì văn phòng cũng không có giống như là khả năng để biết trẻ em nào bị coi như là bạo hành, và cũng không biết là bắt đầu nắm tay từ đâu. Nên có giống như chị Michelle chỉ nói, có nhiều lúc mà có những cái văn phòng có gặp những cái bác lớn tuổi gọi vào nói, ồ con tôi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, hoặc là không có cho muốn cho tôi ở đây nữa, và nó tụi nó muốn lấy đi thẻ xanh này của tôi, không cho tôi này, không cho tôi nọ, thì bây giờ tôi cần văn phòng giúp. Thì tới lúc đó chị Michelle chị cũng tìm cách để chị giúp. Thì có những cái hội như là hội bảo vệ trẻ em, cũng như cơ hội bảo vệ những người già cũng có nữa chị. Thì em liên lạc với họ để họ đến nhà phỏng vấn mấy bác, chở mấy bác đi tìm một cái căn nhà nào riêng cho mấy bác ở. Có chị. Theo kinh nghiệm của quý vị cũng như là của văn phòng thì vấn đề bạo hành này có tăng nhiều lắm không qua dạ, qua năm em, tháng? Em từ ngày lúc em làm tới giờ em tưởng là em cứ tưởng là nó sẽ bớt đi, tại vì nhưng mà càng ngày càng nhiều chị. Nó không bớt. Ta nói qua bên Mỹ rồi mình phải là rất ít mấy chuyện nó xảy ra. Đúng rồi. Nhưng mà không chị, tại tất cả đều đóng đằng sau cái cánh cửa mà mình không biết thôi. Khi mình mở cánh hồi mở cái cửa rồi mình mới biết quá nhiều. Thành ra em rất là bận chị. Rất là ngạc nhiên ha. Dạ, rất là ngạc nhiên. Trong vấn đề đó mình đưa tới một cái suy nghĩ nữa mà có lẽ không thuộc ở trong phạm vi của văn phòng Bow People SOS, mà có lẽ là vấn đề một trong những cái lý do đó cũng có thể gọi là vấn đề tâm lý trong cái cuộc sống và trong cái xã hội này nó đưa đến những vấn đề đó. Mai mốt mình lại phải nhờ một tâm phân lý học bác sĩ để nói đến vấn thì đề em cũng có thấy giống như chị nói, có nhiều người ví dụ người vợ hoặc chồng được bảo lãnh qua Mỹ, nhưng mà bởi vì lý do nào đó không được đi làm, bởi vì cái người bảo lãnh qua họ không muốn cho đi làm hoặc vẫn vậy, nên sống ở nhà nên túng quẫn
một khi túng quẫn quá nên bắt đầu lại có vấn đề về sự kềm chế về tiền bạc hay gì đó, thì những cái người đó cho dù không đánh nhau đi chẳng hạn, nhưng đó cũng là một cái phần của bạo hành, coi như là mình kiểm tra cái hành vi của người đó, hoặc kiểm soát cái hành vi, hoặc hạn chế cái hành vi của cái người ở nhà. Nên vì vậy văn phòng cứ mỗi năm văn phòng cứ nói rất là nhiều về vấn đề chương trình bạo hành. Nên vì vậy Khanh thấy là có nhiều lúc những cái người mà chị Michelle chỉ giúp đỡ nó tăng, bởi vì bây giờ cái cộng đồng của mình bắt đầu chấp nhận về cái vấn đề, nhận thức về cái sự bạo hành, và bắt đầu có nhiều người ta nói lên, thay vì hồi xưa giống như đời của ba má Khanh cao bạo hành là cứ đóng cửa mà gái nào thôi, cứ không có bao giờ nói ngoài. Đúng như vậy. Nhưng bây giờ là thời buổi khác nữa rồi. Và có nhiều người từ Việt Nam được bảo lãnh qua đây dưới dạng hôn nhân, hôn phu, hôn thê. Và bắt đầu họ đi, một khi họ đi qua những cái ngưỡng cưỡng đó thì họ mới bắt đầu nói ra. Ok, bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề về những cái dịch vụ về luật pháp cho những cái nạn nhân này. Thì có những cái dịch vụ luật pháp gì? Bây giờ thì thầy Khanh xin phép Khanh nói tiếng Anh để cho có gì luật sư Maria. So the type of legal services that we have at both people, we do vows, we do U visa, we do divorces, we do anything that can actually be attained for the client. A lot of time we do removal conditions for green card. But Maria, she had touched cases on vows and U visa. So you want to add something to? Okay, so first talk about U visa. What is it? So U visa is to help any non-immigrants who have been victims of crimes here within the United States. They can petition to get a visa here, but they would have to, one of the minimum requirements is they would actually have to help with the prosecution of the person who's committed the crime against them. And it has to be a crime of violence. And then a VAWA is similar, except the VAWA, which stands for Violence Against Women's Act, is, and it's not just for women, I want to make that clear, it's for men as well, or anyone is for who as a victim of domestic violence, and they are also non-immigrants, and they can petition to stay in the United States, and they also would, they would not need to prosecute. There would be no prosecution in that matter. That would be a separate issue. They would just have to prove that there is a marriage in which they are being abused. And again, one of the requirements of a VAWA is you have to be married to either a U.S. citizen or green card holder. So a lot of time, if you're married to an undocumented person, but if you're a victim of domestic violence, you're not qualified for VAWA, but you're actually applying for the U visa. The requirement. Okay. Slow down a little bit. U visa mean. U visa is a victim. Is What is that? The U, it's just a letter O for like umbrella. Okay. The visa is like just. It's a type of visa. It's not an acronym. It is a type of visa. It's not an acronym at all. I see. It's a type of visa for victim. Không phải là cái chữ viết tắt. Dạ không. Không phải chữ viết tắt. Giống như là I-94 thì là phải là I-94. Không phải. Okay. Yes. Cái U visa, cái tên hoàng tắc của nó là nó gọi là visa for victims of crime. I see. Okay. Petition for U visa for victim of crime. Có nghĩa là nếu mà cái người này là họ coi như nạn nhân của những cái vụ hình sự bạo hành gia đình, hoặc là họ bị cướp bóc giữa ngày và bị dí súng vào đầu cướp bóc đó, thì mấy cái người đó họ có thể xin cái U visa. Mà thông thường á, những người mà người ta muốn xin visa là họ toàn ở đây bất hợp pháp cả. Tại vì cái U visa là một cách để hợp pháp hóa họ về di trú. Còn cái VAWA thì switch back to English. Let's say VAWA is for if you're married to a U.S. citizen or green card holder and you're undocumented. You don't need to prove all these, you don't need to have actual documented proof saying that you work with the police to prosecute your husband or your wife. All you have to do is prove that you're married to one and that person is a U.S. citizen or green card holder, and that you're a victim of domestic violence, either physical or mental, and you can apply for a green card. You can literally go and apply for a green card, and it helps a lot because a lot of the clients, they're undocumented. They need a way to... That prevents them from... Yeah. From wanting to say anything. I have so much question regarding this problem with the issue with the immigration, but we're gonna do another session. Okay. For the last few minutes of the program, I would like for you to, Michelle, or any of you could clarify the income base and the victim base to get in the help. Let me
Well, the income based, nếu mà quý vị nào mà là nạn nhân của những sự bạo hành gia đình đó, nếu quý vị lại văn phòng để giúp, thì nếu mà cái thu nhập của quý vị và hoặc là gia đình của quý vị ít hơn cái mức là 187.5% của cái federal poverty level hiện tại bây giờ cho hai người là tính cỡ 24-25 ngàn. Cho là dễ hơn. Dạ, 24 trong một con số 24-25 ngàn thì cái đó là quý vị có thể giúp được sự được nhận giúp của văn phòng. Và thứ hai nữa là những cái vấn đề về pháp lý thì văn phòng sẽ giúp quý vị miễn phí. Còn ngoài ra đó, nếu mà quý vị nào có cái thu nhập cao hơn một chút thì cái đó tùy. Văn phòng vẫn có thể giúp quý vị miễn phí và để văn phòng tìm một cách khác để giúp quý vị ngoài đó nữa. Rất tiếc là thời giờ của chúng ta đã hết. Okay. Thành ra nếu mà quý khán thính giả có những cái câu hỏi gì thì khuyến khích quý vị nên gọi cho văn phòng. Okay. Cho văn phòng và có thể là drop by văn phòng, vô văn phòng ngồi xin được nói chuyện với các vị luật sư luôn phải không ạ? Nếu mà trong trường hợp khẩn cấp thì quý vị có thể gọi cái số điện thoại là hotline là đường dây nóng đó chị, là 713-294-9106, 713-294-9106. Okay. Còn nếu mà quý vị nào có nhu cầu để vào văn phòng thì xin liên lạc với số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa số điện thoại văn phòng là 281-530-6888 và văn phòng nằm trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ với số suite number 910, văn phòng tên là BPSOS. Okay. All right, we got a lot cover. Okay, thank you so much. And now you want to say goodbye. Luật sư xin chào. Trước hết, Khanh xin cảm ơn chị và cảm ơn Đài ASEAN và cảm ơn quý vị khán thính giả Đài ASEAN đã cho Khanh có cơ hội đi qua trình bày của quý vị hôm nay. Okay. Attorney, I want to thank you for inviting us here to your show and thank you to all the viewers that tuned in today. Okay, Michelle. Xin kính chào quý vị. Xin chào chị. Well, I have to say English so that it could be fair to Maria on behalf of the station as well as the audience. Thank you so much for bringing all these necessarily important beneficial information to our audience and we'll hope to see you again. Thank you. Phan Dị xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hội thoại đặc biệt hôm nay và xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới và quý vị nếu có những dịch, có những sự cần thiết để được bảo vệ khi mà bị đe dọa bạo hành, xin quý vị nhớ văn phòng Bold People SOS. Cảm ơn quý vị.